mới sáng sớm Kim làm gì trùm đùm rồi cả nhà? Sớm Kim gì làm không? Sao bao? Có bầu quá trời kìa. Bầu tối. Đầu video Kim Mai xin chào hết mọi người nha. Sáng nay Kim vô bếp bầu thấy nhà bầu bớt bầu bí rồi nhiều quá cho nên xào xào nấu rồi cho cái nhà mình xem cho vui đó. Hai Kim chào cả nhà buổi sáng. Kim làm gì đây? Sáng nay làm gì đây? Đục gì đây? Sáng nay xào bầu. Xào bầu hai trái luôn hả? Hai trái nhỏ. Trái này nó trái kia nó bự khổng lồ. Trái xào bầu. Thằng Diệp mấy cái đám kia thịt ra một chút chúng nhập chút nữa quay ở cái mấy cái đó không. Bầu này nè, biết không? Tôm xay của anh á, bỏ vô nè, cắt thông xanh này nè. Bên hấp cũng ngon đó. Bữa nay xào xào tỏi đi. Sớm không có giờ. Xào tỏi. Xào tỏi không hả? Mới pha cà phê đó, sáng uống cà phê Kim. Mời cả nhà ly cà phê. Sợ ít quá ta. Thôi đủ rồi. Sáng uống cà phê. Còn non. Xào tỏi. Bầu xào gì nữa? Bầu hấp tôm, nước dừa tôm á. Hấp tôm nè, lấy ra lấy ruột ra. Lấy cái ruột ra bỏ tôm vô đây nè. Ở Việt Nam nó bầu hấp cá lóc mà mình ở đây có cá lóc. Hấp phải làm gì? Hấp canh chứ không hấp. Như Nam bỏ vô hấp hay nướng gì đó trong cái bầu đó, cá bầu ăn lẩu gì có lẩu gì ăn bầu được không được đó bầu lẩu gì cua ghẹ đó người ta cua ghẹ, lẩu cua đồng hả lẩu cua đồng hay lẩu ghẹ cũng được mua ghẹ hả quá bầu quá trời nè mua ghẹ từng mua ghẹ xào cho ghẹ xào cho mấy đứa nhỏ nè xong sập răng muối cho tụi nhỏ nè mấy anh nó thích mấy anh mình thích ăn muối hơn còn muối đi mè nó ướt mè nó chả nó ướt ăn muối cho nó khô cho dễ dễ cầm. Ủa mà hơi khỏi có bầu nè anh làm anh nấu lẩu bầu này với người ta nhỏ ăn miếng bầu nó bầu ăn bầu luôn nó ăn miếng rồi. Bầu non quá. Bầu này cũng được, không có bự mấy gà không. Bầu này ở trên farm để chăm. Bầu này của người thân cho gia đình nhà mình. Xào trứng không em? Bạn xào ít hay xào nhiều quá ăn ngán? Chắc một trái. Cái gì có trái kia? Đó. Xào, anh xào trứng không? Lấy trứng hay xào không? Trái xôi, trái cả nhà xem trái bầu nè.
Cái bầu nó nhỏ mà gì? Đẹp ha. Bầu hồ lô hả? Bầu hồ lô. Chắc bầu hồ lô chứ nó giống màu lô. Trái hả? Hả? Nhiều quá nghe. Chắc trái cũng đủ rồi. Ừ. Cái trái nào nhỏ hơn chút nữa hả? Không, lấy nửa trái là đủ rồi. Rồi, cho nhiều em. Đủ rồi nè. Rồi, bỏ lên cái dĩa đi. Qua đây. Bỏ vô dĩa hả? Không, không, bỏ dĩa bật cầm. Không. Thì rửa sơ ra. Rửa cho con ngủ ra. Nãy rửa rồi mà phải rửa lại. Nó ngủ hết ra cho sạch. Vậy em xào nước nó giang tùm luôn. Nó thì đây xào vô có nước mà đâu xào. À, okay. Bỏ cái dĩa đem qua đây. Ê. Ừ. Nè, kim lại vậy. Giới thiệu cho đây làm xem này nè. Ồ. Để đó đây, nè. Cái này mình muốn cả nhà. Cái nào làm cái dao. À. Thì hái hoài vô, ăn hết, hái vô muối giòn. Đó, mình đặt còn cái này nữa nè. Cà phá, cà này, cà cái gì đây? Cà phá, cà tím không? Cà... Cà phá. Không phải cà phá. À. Cái cà thường thôi à, mà màu trắng nè. Cái này hay ra dưa gà không? Mấy phao này nhiều ạ, à? Bự lắm, 5 phao. Ừ, chỗ này có 5 phao. Bầu bầu quá trời, 2 trái gan. Mấy trái bầu luôn, trái bí đó, trái bầu, bầu 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 không à, đây trái bầu hồ lô nữa. Đó, nhà có 3 người mà ăn hết nguyên đống này, cái nhà chắc ăn 3 tháng quá. Thì nữa ăn có 3 tháng cuối tuần đi cho nè. Ăn hết mùa hè luôn á. Ừ. Nè, phải trái này nè. Trái này cho nhà chơi cà thứ không? Mở được, mở cái bịch đi. À, này chảo chứ gì, cà này cà gì? Ừ. Chảo. Ừ. Cà trắng ha. Ừ. Ồ, chứ em bị chụp khá lỗi luôn. Cho bà tạo trái này nè. Dạ, cầm hai cái này coi. Cầm lên coi. Ừ. Cái này là giống ngon ta. Ừ. Chưa ăn bao giờ, cũng chưa biết ngon thì dở. Thử coi. Bữa nào mình thử coi cả nhà. Nhìn cũng đẹp chứ. Màu tím. Ta chắc muối quá. Nấu này cà xào à, cà pháo. Này nó không phải cà pháo đâu. Thử, ai tin chắc không phải đâu, để thử con trái đây. Ừ, nè, dùng đây coi. Ừ. 4 trái rồi thử coi nó như thế nào ta. Ok. À, ở quyền một bàn. Con non đó ta. Xào đó ta. Cái này chắc cả ấy thôi à. Xào cà này xào xào á, cũng được xào với thịt hay gì đó, có mặn thịt cái ngán rồi. Ừ. Rồi xào bầu ăn đi. Dạ. Mở lửa nha, mở lửa cái chảo nha. Dạ. Cần vàng nữa.
muỗng trộn luôn, muỗng đây đã đủ. Bột xào tỏi vào thơm ở đây. Trứng không? Không. Đó, khi mang trứng thì không có. Không, thì này đặt xào thơm đi. Không, xào thơm rồi. Thì sao trứng bầu còn nhiều mà. Ăn 3 tháng chưa hả? Chuẩn bị lên nữa là được. Hành nó vừa giữ lại không? Bỏ vô cái nhựa lỗ ra. Cái nhỏ hết không ta? Cái nhỏ à? À, lấy nhỏ được. Lấy cái nhỏ vào luôn. Wow, Kim làm thêm món nữa cả nhà. Có món gì đó. Sáng ăn trà với trứng hả? Dạ, ăn để đi thịt trắng đi hoài, thịt hoài, ăn nhãn trà. Mình kìa. Mình thích ăn này. Heo tì. Cà chua cho mình xong. Rồi, cho nó qua đây. Cái này cho mình cái gì chứ? Dạ, là giống như bánh cắt bò. Ờ, chứ chứ trình cắt rồi. Chứ đi cắt ở đây rồi. Dạ. À, okay. Yeah.
cái đỏ rồi chiếc con vậy xong hết đi vậy là xong hết bỏ lên cái cờ hả. Dừa thịt á. Dạ nó có vậy rồi. Ủa một cái hả? Cái. Hai cái chứ. Cái. Còn ghét kia là cái gì? Ốc nó lên á. À. Mới chia vô ốc nó lên. Wow, cũng hấp dẫn quá ta. Này mọi người lớn ăn thì bỏ ớt, hành rồi vô. Ừ. Cảm ơn ngon. Cỡ này em đi ăn, em đi ăn. Ủa nãy giờ ai cắt chả? Cắt gì? Chờ cái gì luôn. Món của Kim cũng đã hoàn thành rồi. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của gia đình nhà mình nha. Dạ, hẹn gặp lại video thì sao? Mấy món bye bye. Bye bye cả nhà. Bye.
sáng được làm được ba món, ở nhà có ba người, người làm mỗi người mỗi món.